Hello, Việt Thảo xin một lần nữa chào các bạn. Chuyện mình là ngày hôm nay, cái tin sốt dẻo đầu tiên là Việt Thảo muốn báo tin với đồng bào ở tại tiểu bang Pennsylvania là 1.600 bao gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào đã được gửi tới tiểu bang Pennsylvania ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang ở tại thành phố Telford. Cho nên từ nay trở đi, đồng bào ở tại tiểu bang Pennsylvania, ở tại thành phố Philadelphia và các vùng phụ cận muốn ăn gạo thơm hiệu Nàng Hương Chợ Đào thì không cần phải đi xa, không cần về tới New York hay là về tới Massachusetts hay Dorchester mà có ngay ở tại địa phương của mình. Xin liên lạc với sư Thích Minh Ẩn ở Thiền viện Đăng Quang ở số điện thoại là 267-203-8026. Hay là số phone cầm tay của sư đó là 503-789-7680. Thiền viện Minh Đăng Quang địa chỉ là 208 South Allentown Road, thành phố Telford, Pennsylvania 18969. Xin lặp lại số điện thoại của sư Thích Minh Ẩn là 503-789-7680. Như vậy thì đồng bào ở đó đã có được gạo thơm hiệu Nàng Hương Chợ Đào nha. Thực ra thì gạo thơm hiệu Nàng Hương Chợ Đào, con nai bao bố đã được người Việt Nam quy hoạch trồng trên đất Thái Lan, sau đó sản xuất tại Thái Lan. Như vậy thì gạo này là sản xuất từ Thái Lan chứ không phải tại Việt Nam. Ở trên đó nó để là New Crop 2012 Gluten Free. Gạo nó để là Super Premium Jasmine Rice, tức là gạo jasmine. Gạo chánh gốc gạo thơm con nai bao bố hiệu Nàng Hương Chợ Đào Milagrosa, và nó để rất rõ là Product of Thailand. Rồi, trong mấy ngày nữa thôi là tới ngày 3 tháng 2 năm 2012, đó là ngày sinh nhật thứ 58 của Việt Thảo. Thì trong cái ngày sinh nhật này, có thể nói là ít khi nào Việt Thảo tổ chức ngày sinh nhật cho mình lắm, là tại vì cả nước đã tổ chức rồi, thành ra mình cũng không cần phải tổ chức. Thực ra thì từ trước tới nay ít khi nào Việt Thảo tổ chức sinh nhật cho mình, cũng như tránh không có muốn người ta tổ chức, sợ làm phiền lắm. Lần này cũng vậy, ngày 3 tháng 2 là Việt Thảo lại cũng không có nhà, lại phải đi qua Kansas trong cái show bên đó, cho nên ở nhà bà xã với lại các con cũng muốn tổ chức sinh nhật mà lại cũng tổ chức không được. Thôi thì 58 tuổi thì tuổi con ngựa, Việt Thảo cũng nhân cái sinh nhật của mình gửi lời chúc sinh nhật đến những anh chị em nào có sinh vào năm ngựa nha, đều là tuổi ngựa, tuổi ngọ. Thì đặc biệt năm nay là năm Nhâm Thìn, tức là năm con rồng. Cho nên rồng bay phượng múa, còn ngựa thì ngưng rồi, không có phi nước đại như những năm trước nữa. Ngựa của năm nay đó thì vì mãi nhìn rồng bay phượng múa cho nên thảnh thơi lắm, ở trên cánh đồng cỏ để mà ăn cỏ, để mình nhìn cảnh trí thiên nhiên, enjoy cái life của mình. Cho nên ngựa năm nay không cần phi nước đại mà vẫn có đủ ăn. Cho nên các bạn nào sinh tuổi ngọ đó không có gì phải lo nghe, cả một thảo nguyên bát ngát đang chờ đón chúng ta. Tin đi, không tùy tiện các bạn. Rồi, ngày 4 tháng 2 thì Việt Thảo sẽ có mặt trong show Tình Xuân ở Kansas từ 9 giờ, và sau đó thì Việt Thảo sẽ tiếp tục bay sang Frankfurt ở Đức cho show ngày 11 tháng 2 và Toulouse ở Pháp ngày 12 tháng 2, và sau đó thì Việt Thảo sẽ bay thẳng về Atlanta, đó là ngày thứ ba, 14 tháng 2 là Happy Valentine, trong cái ngày khai trương ở tại I Love Phở ở tại Atlanta. Việt Thảo đã có mặt ở giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam trong 3 ngày hội xuân. Hôm đó là vào ngày thứ sáu, Việt Thảo đã có mặt là trong ngày khai mạc. Nghi thức chào cờ đã diễn ra thật long trọng trong ngày khai mạc với sự hiện diện của quan chức địa phương cùng đại diện của các binh chủng hải lục không quân ở New Orleans. Sau đó là nghi thức múa lân, đốt pháo và bắn pháo bông, cũng là truyền thống để khai mạc hội chợ và mở đầu cho chương trình văn nghệ hàng đêm. Với dàn âm thanh cực mạnh, có thể đưa tiếng hát đến hàng chục ngàn khán giả ngoài trời, các ca sĩ đã luân phiên nhau trình diễn liên tục trong suốt 3 ngày trời, và sư ngôn viên Ngọc Ân của Little Sài Gòn Radio cũng đã có mặt trong 3 ngày để tường trình những diễn biến của hội chợ đến với khán giả của Hồn Việt TV.
Nổi bật ở trong khu hội chợ phải kể đến gian hàng Liên Minh Thánh Tâm, chuyên trị về các loài dê. Chỉ trong vòng 3 ngày hội xuân, gian hàng đã tiêu thụ trên 80 con dê. Bằng mọi phương tiện, từ dao, búa cho tới cưa xẻ thì mới đủ kịp để cung cấp thịt cho giới tiêu thụ. Khi dùng xả để cho bán mùi đi, thì những miếng thịt luộc vừa có da có mỡ chấm muối tiêu chanh đã được mọi người chiếu cố tận tình. Cà đi dê ăn với bánh mì tại chỗ, hoặc là có thể mua về nhà để mà vui xuân, không cần phải nấu nướng. Cũng có người lại thích ăn cà rê ri dê với cơm nữa. Ngay người bản xứ cũng yêu thích món cà ri dê của giáo xứ mà người phụ trách nấu đã có hơn 15 năm kinh nghiệm. Phần còn lại của dê thì nếu mà không được làm nấu cà ri hay là làm thịt luộc thì sẽ được xay ra để mà trộn vào trong tiết làm tiết canh. Mỗi một phần như vậy là 15 đô la. Anh em đến làm văn nghệ với giáo xứ có cái khoái là được ăn tiết canh dê mệt nghỉ luôn. Gian hàng phở của các bà mẹ năm nào cũng vậy, lúc nào cũng đông nghẹt. Nào là chả giò nè, rồi hột vịt lộn, bắp nướng, thơm lừng cũng được chiếu cố tận tình, nhất là trong lúc thời tiết lành lạnh của mùa xuân. Ngay cả bánh chuối chiên cũng vậy. Màu vàng của bột, cái vị ngọt của chuối, cái hương vị quê hương này, thật tình mà nói không riêng gì các bà, các cô, mà ngay cả người bản xứ cũng đã chiếu cố tận tình. Kể cả những cái ổ bánh mì thịt, thơm ngon vừa mới ra lò. Đây nè, thử nhìn cô bạn Mỹ ăn, mình cũng cảm nhận được cái bánh nó ngon như thế nào. Không phải chỉ thuần túy món ăn Việt Nam, hội chợ còn có French fry để người ta có thể vừa ăn vừa xem văn nghệ. Đã vậy thôi mà nếu muốn có thêm cái ấm lòng trong lúc du xuân thì mình làm thêm một shot tequila cũng đáng. Nói gì thì nói, gian hàng của các trẻ em không thể thiếu được. Đủ các loại trò chơi, đủ các món quà cho các em ngày xuân. Và ngay cả gian hàng bầu cua cá nai cũng không có chuyện hột cây què vì nó được quay chứ không phải là lắc bằng tô thao như là ngày xưa. Cái điểm son của hội chợ là ăn uống bày biện cỡ nào, khuôn viên hội chợ luôn luôn được giữ gìn sạch sẽ. Ngay cả pháo bông gì bắn xong là cũng đã có những tình nguyện viên của giáo xứ đến để thu dọn. Trong năm tới thì giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam sẽ tiếp tục hội xuân truyền thống vào 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 2 năm 2013. Anh em lại có dịp trở về New Orleans để cùng đồng bào vui xuân quý tỵ. Trên đây chỉ là một số nét mà Việt Thảo có thời gian để thu lại hình ảnh cũng như tường thuật để cho các bạn biết sơ qua về một phần nào hội chợ do Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam được tổ chức tại New Orleans hàng năm. Rất tiếc là không có nhiều hình ảnh cũng như nhiều chi tiết. Nếu có gì sơ sót thì mong các bạn thông cảm cho. Chắc chắn là phải thiếu sót nhiều lắm. Bây giờ mình bắt đầu vào trong chuyện bên lề nha. Tâm tình chuyện bên lề ngày hôm nay thì chúng ta có nhiều thơ từ gửi về. Thì đầu tiên là có thơ em là Tường kính thăm anh Việt Thảo. Đây là bức thơ của người em mà Việt Thảo hôm trước có nhận đó, ở bên Ý gửi về. Thì đương nhiên không đọc nguyên văn tại vì em không có muốn đọc ra đâu, thơ này thơ riêng. Nhưng mà nó có những hình ảnh kèm theo đẹp thôi thì mình post lên để cho mọi người cùng xem. Ngay cả Việt Thảo nước Ý thật sự cũng chưa tới nước Ý, có đi ngang. Đi ngang là những dịp đi Âu Châu, đi qua Ý, đi ngang, xuyên đường làng là có hết. Nhưng mà thật sự đến thăm chính thức thì chưa có. Thơ viết là Malo Vicenza, Italy, ngày 1 tháng 2 năm 2012, kính thăm anh Việt Thảo. Hôm nay em chụp hình ngôi nhà chỗ em đang ở sẵn tiện em gửi cho anh, để anh thấy và biết nơi em đang cư ngụ em ở. Chiều nay có tuyết rơi xuống cho nên sẵn tiện chụp tặng cho anh coi chơi. Hi hi hi. Hôm rồi em có ghi địa chỉ nhà em và số phone, nhà và di động của em cho anh để cần gì thì liên lạc. Mà em quên xin số phone và địa chỉ nhà của anh ở USA. Để khi nào có dịp đi qua USA thăm ba má và gia đình thì em sẽ ghé thăm anh chị và các cháu. Nếu anh thấy được thì cho địa chỉ và số phone. Nếu anh thấy ngại không cho thì cũng không sao, em hiểu được mà. Vì anh là người của công chúng, cần gì thì liên lạc với nhau bằng email cũng là được rồi. Thôi không viết nhiều nữa, lát nữa lung tung sẽ làm phiền anh vì em hiểu anh bận dữ lắm. Thân chào anh Thảo, không quên kính chúc anh chị mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Các cháu thì luôn học giỏi. Em là Tony Quỳnh Nhân Tường. Cảm ơn em. Những hình ảnh này rất là dễ thương. Không cần biết đẹp xấu nhưng nó là hình ảnh của cái nơi mà em đã tá túc trong suốt một thời gian dài. Cũng là đầy ắp kỷ niệm. Bất cứ lúc nào em, gia đình cùng với vợ mà nếu đến bên Mỹ có dịp anh em sẽ liên lạc gặp nhau. Cho dù không là anh em
hay là bất cứ ai. Nếu anh Việt Thảo mà có ở nhà thì mình có thể gặp nhau dễ dàng, chỉ sợ là anh đi đâu xa thôi. Cho anh cái hẹn trước, gọi trước nha. Anh em mình gặp không có gì trở ngại cả. Rồi một vài lời tâm sự cùng chú của Tho Nguyễn hay là Thơ Nguyễn. Việt Thảo phải đọc kỹ là tại vì hôm rồi có đọc tên của một cái email mà trùng tên người khác, cho nên bị than phiền là ủa cháu đâu có nói gì đâu mà chú lại đọc cháu như vậy. Không phải, cho nên phải đọc tại vì không có dấu đó. Rồi của Thơ Nguyễn hay là Tho Nguyễn hay Thọ Nguyễn nha. Đưa chú Việt Thảo, chú có khỏe không? Lâu quá rồi không được nghe chú nói chuyện trên Chuyện Bên Lề nữa, nên cháu như giọng nói của chú và chú quá à. Cháu buồn ghê vì hình như là Chuyện Bên Lề không còn nữa. Cháu không còn được học hỏi thêm về những chuyện mà chú và chú Vân Sơn nói nữa. Và lại tâm sự với chú và cháu rất mong được chú hồi âm. Ta, Thọ Nguyễn. Dưới này thì ký tên để là Thọ Nguyễn. Chuyện Bên Lề thì đã lâu rồi chú không có còn làm ở trên đài VSN TV. Vì chú bận là thứ nhất, không có thời gian để mà lên đài để mà thu hình. Cho nên bây giờ Chuyện Bên Lề là khi nào thuận tiện thì chú sẽ trả lời thư tín hay những cái gì tâm tình với các bạn, hay có gì nói Chuyện Bên Lề mà mình muốn nói gì nói. Cho nên Chuyện Bên Lề mình vẫn tiếp tục. Rất tiếc là không có anh Vân Sơn, tại vì cũng như hiện giờ anh Việt Thảo thu hình ở một cái nơi mà đâu có anh Vân Sơn đâu, rồi làm sao gặp anh Vân Sơn được. Nhưng mà có dịp nào có chung anh Vân Sơn thì anh em cũng phải ngồi lại chung để mà thu hình. Lần tới đi Bình Nhật nè, Bình Nhật có chung Vân Sơn nè, tháng 6 show Bình Úc có Vân Sơn nè. Đó là những cái cơ hội mà anh em sẽ gặp nhau để làm Chuyện Bên Lề đó. Hy vọng lúc đó chúng ta sẽ xem Chuyện Bên Lề của anh Vân Sơn nữa nha. Rồi, cho nên không có gì phải buồn hết. Còn cái chuyện nói là có học hỏi thêm về những chuyện mà chú và chú Vân Sơn nói thì thật sự thì chú Việt Thảo cũng không có cái gì để mà học đâu. Chỉ có những cái nhiều khi trong cái đời sống nó có gặp những cái kinh nghiệm thì nói lại thôi, chứ không dám nói là để cho mọi người học hỏi nơi Việt Thảo nha. Cảm ơn Thọ. Vân Sơn Show của Quang Lê hay là Quân Lê bị không có dấu. Chú Việt Thảo, cháu sắp đi coi Vân Sơn 48 những ngày nắng đẹp. Cháu biết là chú không có mặt ở show, nhưng cháu có một câu hỏi về show của Vân Sơn in general. Sau khi coi xong show, khán giả có được meet and greet với ca sĩ không? Hay là chỉ cho mấy khán giả mua vé VIP thôi? Cháu thích đi coi ca nhạc mà được meet and greet, tức là gặp và tiếp xúc đó với ca sĩ, thì nó có cái gì làm cho cháu thích hơn? Cái câu hỏi này thì chú có thể hỏi ở trên Chuyện Bên Lề, nhưng mà chú gửi lại answer cho cháu bằng email trước được không? Tại vì cháu vào email nhiều hơn. Thực sự Chuyện Bên Lề có link rồi thì chú cũng sẽ gửi về cho cháu thôi. Bây giờ trả lời thẳng vào câu hỏi cho Quang hay Quân nha. Thứ nhất là vấn đề gặp khách bên ngoài đó không nhất thiết phải dành riêng cho VIP. Thường thường người ta tổ chức cho VIP đó. Tại vì theo chú Việt Thảo biết là khi mà show xong rồi thì Trung tâm Vân Sơn cũng có những sản phẩm của Vân Sơn đem ra bên ngoài để bán hay là làm quà lưu niệm cho khách đến tham dự show. Các ca sĩ cũng ra bên ngoài, như vậy lúc đó chúng ta sẽ có dịp để chụp hình, lưu niệm, quay phim hay là mua đĩa, mua CD của Trung tâm Vân Sơn. Nhé, chắc chắn phải có thôi, đó là theo Việt Thảo biết như vậy. Đây là cái số địa chỉ của Thiền viện Minh Đăng Quang, hồi nãy Việt Thảo có nói rồi, để mà quý vị nào mà muốn liên lạc để mua gạo thơm hiệu Nàng Hương Chợ Đào Bao Bố Con Nai thì liên lạc với sư Thích Minh Đẳng. Tại vì tổng đại lý gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào có cung cấp 1.600 bao gạo thơm hiệu Nàng Hương Chợ Đào cho Thiền viện Minh Đăng Quang. Tại vì ở Pennsylvania chưa có đại lý, chưa có distributor, cho nên coi như là tạm thời ở Thiền viện Minh Đăng Quang sẽ phân phối gạo. Rồi qua cái đó thì ở Thiền viện cũng có một số tịnh tài để mà giúp vào trong việc xây dựng chùa. Điều đó cũng nên làm. Hai chú Thảo của Tô Nguyễn, chắc Tô Nguyễn, bởi vì Gio là Tô. Cháu là Tô Nguyễn, biệt danh là Cá Kho Tộ. Nhớ rồi. Đã dài dột chạy lên sân khấu đòi hát chung với ca sĩ Minh Tiết. Hôm bữa dưới New Auckland có chú làm MC đó. Cháu muốn email chú đi thẳng vào vấn đề và hỏi. Chú có ý kiến và lời dạy bảo nào cho cháu khi xem cháu trình diễn như vậy? Có điều nào cháu phải cần học hỏi thêm và chú ý nữa không? Tại vì cháu thấy chú đã làm MC chắc cũng mấy chục năm rồi, kinh nghiệm đầy mình và đã trải qua rất nhiều, nên cháu hy vọng được chú cho cháu những lời phê bình. Và rất là ân hạnh nếu được chú dạy bảo cho cháu xin cảm ơn chú rất nhiều, mong sẽ được hồi âm của chú.
Tôi ơi, không có gì dạy bảo cả. Hôm đó cháu rất là hay, bất ngờ lắm. Đương nhiên, lên mà hát chung với ca sĩ Minh Tuyết, một ca sĩ nổi tiếng không phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà cháu đã làm tròn được vai trò của mình và tạo được cái không khí vui. Hôm đó đó, rất tiếc là cái camera của chúng nó full rồi, thu hình không được nữa. Cho nên không có, chứ đúng ra có là giờ này bỏ lên hay lắm. Nha, được, hát hay lắm, không có gì trở ngại. Không dám nói, không dám xúi liên lạc cái trung tâm rồi đuổi không được nữa, chửi mất công lắm. Nha tôi, nói chung được, được lắm. Gửi anh Thảo Khanh Nguyễn hay là Khánh Nguyễn. Hai anh Thảo lời chúc, lời đầu chúc anh và gia đình sức khỏe. Hôm trước có xem chuyện bên lề của anh, nghe có bạn nào đó ở Sài Gòn hỏi anh chuyện mấy muốn lấy vợ mà là người có đạo Công giáo. Nhưng mà anh khó trả lời, sẵn đây em xin có vài lời tiếp anh không biết có được hay không. Nếu như người bạn này muốn lấy người Công giáo mà gia đình anh chỉ có một mình anh thì mức độ sẽ khó hơn những người khác. Trước tiên phải hỏi xem anh có thật lòng muốn cưới người mình yêu, có thật lòng yêu thương suốt đời hay không. Nếu có thì rào cản tôn giáo có thể thương lượng. Thứ hai, nếu gia đình vẫn chưa đồng ý thì sử dụng biện pháp chờ đợi. Bởi vì luật Công giáo cho chuẩn ở trong ngoặc kép đối với cặp hôn nhân dị giáo, nhưng nữ phái trên 25 tuổi thì mới được chuẩn. Việc này anh có thể đến tìm hiểu ở cha sở của họ đạo nơi bạn gái bạn sinh sống. Em rõ điều này bởi vì em cũng là một người lấy vợ theo đạo Công giáo. Vài lời cùng anh, chúc anh khỏe. Cảm ơn anh Thảo. Cảm ơn con Nguyễn đã góp ý và mong rằng cái người bạn hôm trước nghe cái đoạn góp ý này để mình coi có phương pháp nào giải quyết hay không. Riêng Việt Thảo thì hôm trước không dám trả lời về suy nghĩ hoài, nói với bà xã thì có suy nghĩ như thế này. Bây giờ cứ việc thương thì tiến tới. Thôi, khó nói bằng tiếng không được, khó nói. Chuyển bên lề, anh Tuấn hay là Tuấn Anh, gửi cho MC Việt Thảo. Chào anh Việt Thảo, em muốn qua chương trình của anh nhờ anh tìm giúp em một người bạn mà em đã mất liên lạc mấy năm rồi. Em quen cô ấy trên một chuyến xe đò từ Sài Gòn về Nghệ An, cô ấy lên xe. Nếu em nhớ không nhầm thì từ Bình Định về Quảng Ngãi. Sau đó chúng em cũng liên lạc bằng điện thoại hỏi thăm nhau. Nhưng sau mấy tháng thì chồng hay bạn trai cô ấy đón cô ấy sang Mỹ. Cô ấy qua được một thời gian cũng có điện thoại về hỏi thăm em một lần. Và sau đó một thời gian thì em cũng ra nước ngoài đến bây giờ. Vì mất liên lạc nên em cũng không biết thông tin gì về bạn em. À, cô ấy tên là... À, ở đó, cô ấy đi sang Mỹ được khoảng hơn 5 năm rồi, ở Quảng Ngãi nha. Còn em tên là... Ở Nghệ An. Cảm ơn anh Việt Thảo và chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp may trong cuộc sống. Anh nghĩ nếu... Em biết cô ta đã có chồng, thì chắc cũng không cần phải liên lạc lại, dù là bạn. Không sao. Còn nếu mà cái người bạn đó mà nghe tin này, nếu biết được liên lạc anh Việt Thảo, cái chuyện bạn bè gặp nhau là thường. Nhưng nếu em là, nếu theo tên trong này đó thì em là con trai. Bây giờ em quen người ta là trong một cái dịp gặp nhau trên chuyến xe thôi. Đồng ý hai bên có gọi điện thoại thăm hỏi nhau gì vấn đề, đồng hương gặp đồng hương chẳng hạn. Rồi bây giờ mình biết người ta có chồng mà liên lạc lại cũng không cần thiết. Không cần thiết nha. Để làm gì? Rủi có gì phiền gia đình ta. Đó là theo suy nghĩ của anh Việt Thảo. Gửi Papa Minh Nhật Hồ hay là Hồ Nhật Minh hay Hồ Minh Nhật. Papa ơi, con buồn quá, sao ai cũng xem con là con rối hết. Người nào đến với con cũng lừa dối con hết. Con buồn quá, đôi khi con gần như gục ngã. Gia đình thì lúc nào cũng mặc xác con, bạn bè thì lần lượt bỏ con đi. Còn người con yêu thì lừa dối con khi đang bên con mà ở cùng người con trai khác. Cuộc đời con thật chán quá phải không ba? Hít hít. Ba có thể giúp con quên đi những lời đắng cay chua chát kia và quên được những người con gái phụ tình ấy không? Mong nhận được lời chia sẻ của Papa dành cho con. Mình đi chết đi. Nói chơi, đó là cái câu nói mà anh em hay nói vui, thương lắm nói vậy. Mua có gì mà thấy giải quyết không được nữa, đi chết đi mày. Đi chết đây không phải là đi tự vẫn, không phải là giết chết cái thân xác, cái cuộc đời của mình. Mà đi chết đi, tức là đi giết đi những cái ham muốn, cái nhục dục, cái tham, cái sân si ở trong lòng mình. Bỏ đi, buông hết đi, đừng để ý gì hết. Lo đi học,
lo đi làm, lo đi kiếm tiền, lo đời sống. Nếu bà bây giờ như đầu tiên nói cái gì cũng không được hết là tại sao? Suy nghĩ là mình coi, mình phải như thế nào đó. Cho nên người ta mới đối xử với mình như vậy. Chứ nếu một con người bình thường không ai đối xử với mình như vậy đâu. Con suy nghĩ coi. Nói này ha, người nào đến với con cũng lừa dối con hết. Con có thật lòng với người ta chưa? Nếu người ta lừa dối con, lừa dối về cái gì? Phải rõ ràng ra, chứ không phải cái gì người ta cũng lừa dối. Gia đình thì lúc nào cũng mặc xác con bao nhiêu tuổi, con bao lớn, con làm gì mà gia đình bỏ mặc con. Bạn bè thì lần lượt bỏ con đi. Tại sao bạn bè bỏ con đi, con phải suy nghĩ lại coi. Tại sao người ta bạn bè, người ta chơi với nhau được mà bạn bè thì bỏ con đi. Lỗi, coi chừng mình cũng có lỗi trong đó. Chứ không phải là lỗi bạn bè. Người con yêu thì lừa dối con. Mà khi bên con mà cô ở cùng người con trai khác. Con nơi lại coi con đừng trách người ta. Con không tạo cho người ta được hạnh phúc. Con không tạo cho người ta được niềm vui. Và con không cho người ta được cái gì hết. Thì người ta phải đến với người khác không? Nói tóm lại. Trước hết, hãy soi lại, coi lại. Cái câu này hơi cao nha. Cái câu này hơi khó hiểu nè. Nếu mà hiểu được câu này thì mình sẽ khá hơn được. Tôi không biết. Tôi để tôi ở đâu để mà tôi lại tôi. À thôi, nói câu này hơi khó hiểu. Nhưng mà thôi, bây giờ nói cho Hồ Minh Nhật thì Minh Nhật Hồ biết. Con phải coi lại coi trước. Con phải hiểu con là ai. Con phải sống như thế nào và tại sao mà người ta phải xa lánh con như vậy nha. Có gì email cho bà Thảo. Ai da. Cho em hỏi Khương Phạm Vũ Duy hay là Phạm Vũ Duy Khương. Không biết rõ nha. Nhưng mà đọc nguyên văn là Khương Phạm Vũ Duy. Em có chị họ có quốc tịch ở Canada. Chị họ em có thể bảo lãnh em sang Canada được không? Có cách chuyện nào sang định cư Canada? Vậy chú cố gắng trả lời con nha. Có cách nào để con sang Canada định cư được không? Thực ra thì những cái đề tài này dễ. Thứ nhất, nếu mà con có, em có chị họ, xưng em rồi xưng con ha. Em có chị họ có quốc tịch ở Canada. Nếu đã có chị họ ở Canada thì nên hỏi chị. Nếu chị không biết chị sẽ hỏi, có nhiều luật sư, có nhiều người lo về thủ tục, về immigration, họ biết rất rõ nha. Hỏi, ở Việt Nam cũng có, ở Mỹ có, Canada, ở đâu cũng có, hỏi người ta đều biết hết. Rất rõ ràng. Rồi. Một thứ khác, chào anh Việt Thảo của Cao Kiều Hà My. Đọc nguyên theo cái email. Hi, anh Việt Thảo, xin giới thiệu với anh, tôi tên là Cao Kiều Hà My, hiện đang sống tại Nhật. Hôm nay tình cờ mở trang YouTube thì bất chợt thấy anh Việt Thảo chúc Tết đến các fan của anh. Và tôi cũng có xem qua lời giới thiệu về chương trình ca nhạc sắp đến vào tháng năm nay. Nhưng tôi không biết là tổ chức ở đâu và người đứng ra để lo dịch vụ cho chương trình ca nhạc này là người đang sống tại Nhật hay là từ trung tâm của các anh làm. Vé bán ở đâu? Khi nào bán vé? Tôi định cư ở Nhật được 30 năm nhưng chưa có một lần nào đi xem chương trình văn nghệ do người Việt Nam tổ chức vì không có biết gì về cộng đồng người Việt Nam. Nơi tôi ở chỉ có người Nhật, vì vậy muốn xem video cũng chẳng biết đâu mà mua. Bên Nhật này người Việt Nam sống rải rác và không có tiệm quán nhiều như ở Mỹ. Chắc hẳn anh đã hiểu ít nhiều gì ở Nhật đúng không? Anh có thể cho tôi biết nơi anh sẽ trình diễn vào tháng 5 tới này không? Và nhớ cho tôi biết ở tỉnh và thành phố nào. Tôi sẽ tìm hỏi với những người bạn ở các nơi xa. Thành thật cảm ơn anh nhiều, mong rằng anh hãy dành một chút thời gian để chia sẻ những sự vui buồn của các fan trên YouTube nhé. Arigato anh, tức là cảm ơn anh. Thương lắm, Việt Thảo đọc hơi chậm là tại vì cái thơ cũng không có dấu. Với lại mình tâm tình với nhau thôi thì có thể một cái thắc mắc, một câu hỏi, một cái tâm tình của người này cũng có thể là chia sẻ một cái niềm vui hay niềm đau của người khác. Cho nên chuyện mình lời không nhất thiết chỉ vì trả lời câu hỏi, nhưng đó như là chúng ta san sẻ với nhau những thắc mắc, những tìm tòi của nhau mà không biết hỏi ai. Thì đây là cái dịp để mà chúng ta trao đổi với nhau. Nếu Việt Thảo có trả lời không đúng thì quý vị cũng có thể góp ý để chúng ta cùng nhau trả lời. Giống như hồi nãy cái chuyện tôn giáo, bánh chịu vấn đề mà cưới vợ mà ngoại đạo chẳng hạn. Hay là cùng trong đạo mà mình là người ngoại đạo. Thì ở đây là do ở bên Nhật tổ chức nha. Và phối hợp với ở hải ngoại để đưa anh em nghệ sĩ đến trình diễn tại Nhật vào tháng 5 này. Coi đi, rồi trong thời gian gần thì Việt Thảo sẽ nói rõ hơn về chương trình tổ chức như thế nào bên Nhật Bản nha, vào tháng 5 này.
Mà Thảo biết chắc chắn là hát vào ngày thứ năm đó. Thứ năm và thứ bảy chứ không phải là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thứ năm và thứ bảy. Rồi một cái thư nữa thăm hỏi của Trần Hữu Hùng. Anh Thảo thân mến, tuy năm mới đã qua, gia đình tôi chúc anh chị cùng gia quyến được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Được biết anh sẽ qua Pháp và đến Toulouse trình diễn. Hy vọng rằng anh em mình sẽ gặp. Tôi xem chuyện bên lề ở YouTube. Cá nhân tôi rất thông cảm với anh là người nghệ sĩ. Trong ngoặc mở ngoặc làm dâu thiên hạ. À, đừng để ý. Đường mình đi dù có chông gai thì mình cũng phải đi. Và cũng có nhiều người sẽ ủng hộ anh. Dài hàng gửi thăm anh. Chúc anh nhiều sức khỏe. Hùng. À, cảm ơn anh Hùng đã thương và nói như vậy. Thực ra thì người nghệ sĩ hay bác sĩ hay dược sĩ, nha sĩ, y sĩ hay bất cứ ngành nghề gì trong xã hội, ai cũng vậy, đều cũng muốn làm tốt vai trò của mình. Làm thì muốn được ta khen chứ chẳng muốn ai chê. Nhưng mà trong cái chê đó, nếu cái khen mà thật sự khen mà kêu bằng khen một cách tân bốc, khen cho có để mà khen lấy lầm thì không cần thiết. Chê mà có ý tốt muốn xây dựng thì điều đó thật là cảm ơn vô cùng. Nhưng anh cũng biết có nhiều người ngộ lắm, không cần biết tốt xấu, chửi cái đã, chửi cho đã. Cho nên những cái đó cũng đôi khi làm anh em nghệ sĩ cũng không có thoải mái cho lắm. Nhưng mà không có sao, đó là chuyện bình thường. Với lại đời sống cũng ngắn ngủi thôi. Mình làm được cái gì mình làm. Và theo Việt Thảo quan niệm, làm tốt cái gì cho đời sống mình làm. Ai nói mình tốt, hay, giỏi, mình cảm ơn, mình xem mình tốt cái gì, giỏi cái gì mình ráng giữ. Ai nói mình dở, mình coi dở chỗ nào để mình tránh, đừng có sai. Còn ai chửi mình biết, mình tránh đi, mình không có để ý tới. Thì như vậy đời sống mình nó sẽ thoải mái hơn. Với lại thực sự đâu có sống bao lâu nữa. Con người đời người mà. Thấy không? Nhạc sĩ Nhật Ngân cũng đã qua đời rồi. Ngay cả trong nhạc của Nhật Ngân cũng vậy. Cũng có bài người thích, cũng có bài người không thích. Chứ đâu phải cái bài gì người ta cũng thích. Ca sĩ cũng vậy. Mỗi một tiếng hát cũng có người thích, người không thích. Chứ không phải là tiếng hát nào cũng được, ai cũng thích hết. Cho nên cái chuyện đó bình thường thôi, không có gì. Cảm ơn anh đã có lời khuyên. Hy vọng rằng mình sẽ gặp nhau ở bên Toulouse và ở bên Pháp. Bây giờ một câu hỏi nữa. Cảm ơn chú Việt Thảo của Bảo Trinh Tri Bao. Trịnh Trí Bảo có thể nghe của Bảo. Đây là cái thơ của người bạn hôm trước ở tại Sóc Trăng. 18 tuổi, cháu ở Sóc Trăng 18 tuổi. Chú Việt Thảo ơi, con cảm ơn chú vì câu trả lời của chú, không biết chú có còn nhớ không. Cái câu hỏi mà chú hỏi về chuyện sinh tình cảm của cháu với cô bạn gái cũ và cô bạn gái mới đó. Cháu đã giải quyết xong chuyện tình cảm rồi chú ạ. Câu trả lời của chú rất hiệu quả đối với cháu, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Đó thấy không? Nhiều khi một cái chuyện nói vui chơi mà trong kiểu minh lề mà giúp cho anh em trẻ, các bạn trẻ giải quyết được vấn đề tình cảm, chuyện gì mình cũng nên làm. Cho nên nếu nói như vậy thì có ai mà chửi mình cũng làm tới à, phải không ạ? Rồi xin chào chú Thảo của Tom Trần 91, Tommy Trần 91. Chú Thảo cho con hỏi nha, nhà chú ở city nào và state nào, tức là ở thành phố và tiểu bang nào? Gần nơi chú ở có cảnh đẹp hay có gì nổi tiếng không chú? Cảm ơn chú. Have a nice day. Best regards. Send for my iPhone. Ok. Chú Việt Thảo ở tại California. Ở gần Little Sài Gòn. 5 phút lái xe. Gần lắm. Ở kế một bên chùa. Ở kế cái ngôi chùa. Ở nằm giữa 4 cái thành phố. Đó là Fountain Valley, Westminster, Garden Grove, Santa Ana. See? Thì ở nơi đây đó, cái nơi nào mà có cảnh đẹp thì nhiều lắm. Có bờ biển Long Beach, có San Pedro, có San Diego, có Pacific Coast Highway, dọc theo đó có bãi biển đẹp. Rồi ở phía gần cỡ 5, 7, 8 phút lái xe thì tới một cái nơi rất nổi tiếng trên thế giới, đó là Disneyland. Disneyland, nha. Nhiều lắm. Rồi mình có Knott's Berry Farm, mình có Magic Mountain. Đi xuống San Diego thì mình có San Diego Zoo, có Wild Animal Park, có Seafood World, có Sea World. Seafood World là một cái tiệm ăn ở tại Little Sài Gòn, Việt Thảo quen miệng gọi. Đó, nhen, rồi.
Bây giờ một cái khác, video clip về Milk Diesel của Hiếu Phạm. Chào anh Việt Thảo, em là Hiếu, trưởng phòng sale của tập đoàn dược phẩm Weber, công ty Phoebe tại châu Á. Nếu Việt Thảo đọc không sai, Phoebe, Phoebe, không biết đọc chữ này. Em có xem video chuyện bên lề ngày 16 tháng 8 năm 2011. Phần đầu tiên có đoạn anh nói về Milk Diesel rất hay, với nhiều thông tin rất có ích đến người tiêu dùng, đặc biệt là các quý ông hay phải tiếp khách, quan hệ khách hàng thường xuyên phải uống rượu bia. Hiện công ty em đang cung cấp sản phẩm này tại Việt Nam và Malaysia. Dự định sẽ viết một bài báo về công dụng của Milk Diesel và giới thiệu về sản phẩm của công ty trên báo online ngôisao.net. Nên em muốn đưa đoạn clip chuyển bên lề về phần anh nói về Milk Diesel lên báo Ngôi Sao có được không? Để giới thiệu Milk Diesel tới rộng rãi người tiêu dùng ở Việt Nam. Được em. Anh Việt Thảo đồng ý. Em muốn dùng gì cũng được, miễn giúp ích cho người ta được thì thôi. Bây giờ cái cây Milk Diesel là cây rất tốt về bệnh gan. Nhân đây anh có thể cho em địa chỉ để em gửi tặng anh Việt Thảo và Vân Sơn thuốc Milk Diesel cùng với lời chúc hai anh sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng vạn sự như ý, luôn thành công trong công việc và cuộc sống trong năm Nhâm Thìn. Trân trọng Hiếu Phạm, Sales Manager, địa chỉ ở Canada. Ok, để anh coi trong cái này có cái gì, em gửi cho anh một cái hình gì đây, cái gì view is made, anh coi cái gì nha, nếu được thì anh post lên. Được em có thể dùng được rồi, cảm ơn em rất nhiều. Xin lỗi, còn cái câu còn hỏi địa chỉ để gửi cái sản phẩm Milk Diesel tới nơi đó thì như thế này, chắc cũng chưa cần thiết bây giờ đó. Nếu mà thật sự cái sản phẩm của em mà được mọi người dùng mà có ích lợi thì nên đi, em suy nghĩ kỹ nha. Mình không phải vấn đề vì thương mại thôi, mà phải coi sản phẩm mình đúng thật là tốt. Bởi vì theo anh Việt Thảo biết, đối với những sản phẩm của Âu Châu, của Mỹ Châu đó, của người Tây đó, thì sản phẩm họ có chất Milk Diesel trong đó rất tốt nha. Còn nếu mà em làm được qua mà có nhãn hiệu Việt Nam được, mà phân phối được cho người Việt tiêu dùng mà tạo được cái hiệu quả tốt cho đồng bào, xin lỗi em, cái đó là cái quà quý nhất mà đối với anh Việt Thảo rồi. Nha, không có cần thử đâu. Em hiểu chuyện, em suy nghĩ kỹ, cái gì đúng tốt được mình làm cho đồng bào của mình. Đương nhiên đây là vấn đề thương mại. Thư hỏi thăm về em Nghĩa Trung của Khoa Trần. Xin chào chú Thảo, lần đầu tiên email cho chú, kính chúc chú luôn dồi dào sức khỏe. Cháu đặc biệt rất thích xem những chương trình tài liệu của chú Việt Thảo và chú Vân Sơn về cuộc sống của Việt ở khắp nơi trên thế giới. Vừa rồi cháu có xem chuyện bên lề số mới nhất, có cái clip của em Nghĩa Trung. Clip tuy không dài, không chuyên nghiệp, xem chưa đã mắt nhưng clip rất hay. Bao nhiêu đó thôi cũng thấy được tấm lòng của em Nghĩa Trung muốn gửi đến tất cả mọi người rồi. Qua thư này xin gửi lời cảm ơn đến em Nghĩa Trung đã đem đến những hình ảnh quê hương thân thương cho những người sống xa đất nước Việt Nam như cháu. Nếu được thì chú cho cháu xin email liên lạc với em Nghĩa Trung được không chú? Xin cảm ơn chú nhiều và hẹn gặp chú ở Nhật vào tháng 5. Khoa Trần. Như vậy thì Khoa Trần ở Nhật Bản. Thương quá. Tự nhiên tôi có cái ý là định đem cái clip mà hôm trước ở trong chuyện bên lề vừa rồi đó, tôi để trên YouTube riêng biệt ra, để xem các bạn nào nhiều khi không có xem chuyện bên lề đó, thấy cái clip đó coi, không biết là có nên hay không. Đang suy nghĩ lại vấn đề đó. Nếu mà quý vị nào cảm thấy điều này đúng thì cũng góp ý cho Việt Thảo nha. Cái clip mà khoảng mười mấy phút của Trung đó, hồi đó trong chuyện bên lề tôi định đưa lên YouTube cho nằm riêng biệt ra, để xem ai thích thì cứ việc coi. Không biết có được hay không, cái này phải hơi kiến Trung nữa nha. Chào anh Việt Thảo của của Cà Chớn. Lấy tên là Cà Chớn hay gì, Cà Chon, chắc Cà Chớn rồi. Anh khỏe không? Biết là anh rất bận, chưa chắc đã đọc và trả lời, nhưng em cũng liều hỏi anh. Nghe nói Dân Sơn 48 làm ở Indiana không có anh, có phải vậy không? Là chuyện riêng của anh, nhưng em sao thấy băn khoăn và muốn biết là tại sao. Anh Việt Thảo có trả lời rồi, là tại vì mình bận kẹt show cho nên không có mặt lần này, vậy thôi. Hàng tuần hết thấy anh trên vía xem thì rất là buồn. Em coi đêm mà anh nói về xe Mỹ và bị đài cắt ngang khi anh đang nói. Tuần sau đó không coi được rồi, tuần sau đó nữa mở tivi lên thì không thấy anh nữa. Chẳng lẽ có chuyện lớn? Chúc anh Linh vui vẻ, khán giả thích anh. Đúng. Tức là hôm đó thì anh có mời Jim á, lên nói về vấn đề xe Mỹ, về vấn đề support cho nền kinh tế Hoa Kỳ, đi xe Mỹ là khá vậy.
thì các em ở trong đài hiểu lầm, sợ là anh đưa chim lên quảng cáo thì các em bị rây, cho nên mới thảy quảng cáo vô liền, rồi sau đó chạy ra nói với anh. Thì cái đó là cái dở của các chuyên viên, em sợ quá thôi. Chứ đúng ra cứ để cho nói chuyện đi, cho tới lúc mà quảng cáo xong rồi thì các em nói cũng được, nhưng mà coi thì biết liền. Mà với lại cái chuyện bên lề đó là của Vân Sơn và Việt Thảo, của Vân Sơn thì đúng hơn. Cho nên Việt Thảo và Vân Sơn chịu trách nhiệm về nội dung trong chương trình chuyện bên lề. Cho dù có giới thiệu người lên mà quảng cáo đi chăng nữa thì cũng không phải đến phiên đài mà cắt ngang cái kiểu thầy quảng cáo lên như vậy. Có gì bàn với nhau, đâu phải chuyện chết sống, phải không? Lần sau cũng được. Thì nếu bây giờ có đưa quảng cáo đài không đồng ý thì lần sau mình nói lần sau khỏi, chứ đâu có cái gì đâu mà phải vội vã như vậy. Thì thứ nhất là đó là sự không tôn trọng của cái người host và cái người khách của người host. Cái thứ hai thì Việt Thảo thấy cũng bận bịu quá, mỗi lần lên đài thì phải chuẩn bị rồi chạy lên đài thu hình, chạy về rồi chờ lấy đĩa bên ra để laptop. Thôi thì bây giờ mình đi đâu mình làm chuyện bên lề đó. Với lại thực sự chuyện bên lề là tâm tình của Việt Thảo, chứ không phải đại diện cho đài hay là một cái chương trình của đài, của Vision TV. Cho nên không nhất thiết phải lên đài. Nếu mà quý vị nào thích chuyện bên lề, thích tâm tình với Việt Thảo hay là thích xem Việt Thảo nói chuyện thì mình vào xem. Không thích thì thôi. Và đương nhiên là số khách trên đài VSN cũng mất đi cái quyền lợi. Có đi show gặp nhiều người nói thích coi Việt Thảo Vân Sơn trên VSN TV, chuyện bên lề, những câu hỏi vô nóng bỏng. Còn bây giờ chuyện bên lề bên trên YouTube thì đương nhiên cái tâm lý tưởng rằng nó không nóng bỏng, thực sự đây cũng là những câu hỏi mà thôi. Việt Thảo cũng coi rồi trả lời trực tiếp liền. Nhưng mà trên YouTube thì mình được có cái là thích lúc nào qua lúc đó. Mình bận thì mình ngưng, rồi coi tiếp tục trở lại cũng được, coi đi coi lại nhiều lần dễ dàng nhé. Rồi cảm ơn cà chớn, tên lấy cà chớn mà không có cà chớn chút nào hết. Một câu hỏi khác, chào chú Việt Thảo của Vicky Nguyễn. Chú Việt Thảo ơi, chú cho cháu xin địa chỉ để gửi demo về trung tâm Vân Sơn được không chú? Cháu cảm ơn chú. Cháu muốn gửi demo về trung tâm Vân Sơn, tức là cháu muốn trở thành ca sĩ của trung tâm Vân Sơn. Cháu có biết trung tâm Vân Sơn như thế nào không mà gửi về? Chắc chắn phải biết phải không ạ? Như vậy thì từ trước giờ cháu đã từng coi DVD Vân Sơn, cho nên muốn mới biết về trung tâm Vân Sơn, muốn trở thành ca sĩ trung tâm Vân Sơn. Như vậy thì ở trên bìa của mỗi cuốn băng đều có địa chỉ của trung tâm Vân Sơn. Cháu coi trên đó mà gửi về nhé. Hoặc vô trungtamvansơn.com hay là vansonentertainment.com cũng có cái số điện thoại và địa chỉ của trung tâm Vân Sơn để liên lạc về. Còn nếu mà cháu đang ở bên Việt Nam hay ở nước khác xa xôi, không có phương tiện để xem băng gốc mà mình xem những băng sang lại cho nên không có địa chỉ, thì chú khuyên một điều, trừ trường hợp ở Mỹ thì có hy vọng. Chứ ở xa đó, bây giờ trung tâm nào cũng vậy, trong cái hoàn cảnh khó khăn lắm. Đưa một ca sĩ ở xa về để trở thành tiếng hát của trung tâm, mỗi lần thu hình rất là phiền. Đó là theo chú biết như vậy. Nhưng mà không có cái gì mà ngại cả. Trời xanh voi xanh cỏ, mình cứ việc làm tới, chừng nào được khá hay nha. Đó là lời khuyên của chú. Go ahead, do it. Đây là mừng kính mừng sinh nhật của các thầy. Đây là của kính mừng sinh nhật của các thầy cô của anh Sơn Nguyễn. Sơn Nguyễn đây là một người bạn học lớp 12B6 trường trung học Patrice, trường Vĩnh Ký ở Sài Gòn, với Việt Thảo niên khóa năm 1972. Năm đó hai anh em ra trường. Sơn là người đi du học ở bên nước Ý, tức là Italy, và sau đó trở về bây giờ làm việc ở bên Mỹ. Cho nên Sơn là cái người rất là đảm đương và bỏ rất nhiều công sức để lo về chuyện của trường Petruski Ký từ xưa đến giờ. Ngày sinh nhật của các thầy cô thì Sơn có đầy đủ hết, cho nên nhân tiện đây Việt Thảo cũng xin được đọc lên như là lời chúc mừng sinh nhật đến các thầy cô của trường trung học Petruski Ký ngày xưa. Tháng 2 sắp đến, kính mừng sinh nhật các thầy cô theo thứ tự ngày tháng. Thứ nhất, thầy Lưu Trọng Hà là chồng của giáo sư Nguyễn Thị Đoan Trang. Chúc thầy hoàn toàn bình phục và hy vọng sẽ có ngày ăn mừng chung ngày sinh nhật của thầy và em. Thứ hai, cô Nguyễn Thị Thu Hà ở Đức Quốc. Cô đã về lại Đức hay còn ở chơi tại Úc với em Hạnh và anh Ưu.
Hôm nào em sẽ tìm cách gọi thăm anh U vì chưa có dịp hậu kiện với huynh trưởng. Thứ ba, cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt, em cô Thu Hà. Hai cô theo đúng thứ tự chị em kể cả ngày sanh. Cô cho em gửi lời kính thăm thầy Tuệ. Thứ tư, cô Trần Thị Huệ, hiền thê của thầy y tá Vân Thư. Chúc cô luôn vui mạnh, cô bây giờ là phát ngôn viên của thầy, kính chúc mừng. Sơn Nguyễn. Đặc biệt Nguyễn Ngọc Sơn này đó là có cùng ngày sanh, cùng tháng sanh, cùng năm sanh. Chỉ có thể khác giờ sanh và khác nơi sanh thôi. Cho nên sẵn dịp đây cũng gửi lời happy birthday đến Ngọc Sơn nha. Năm nay tụi mình 58 tuổi hết rồi đó. Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sanh, cùng học chung trường đó Ngọc Sơn. Ok, ngày 3 tháng 2 sắp tới rồi nha. Happy birthday Nguyễn Ngọc Sơn. À, còn một người nữa, sẵn đây phải nói happy birthday luôn. Happy birthday thầy Thích Minh Thiện, trụ trì Ngọc Sơn Tịnh Xá ở tại Portland, Oregon. Thầy sinh ngày 3 tháng 2 năm 1956, nhỏ hơn Việt Thảo 2 tuổi. Happy birthday chú Tư. À, thương quá, năm nào cũng gọi happy birthday thầy. À, một cái thơ nữa của Yến Linh Lê Trần, Trần Lê Linh Yên, hay là Yến Linh nha. Chú ơi, tháng 5 chú diễn ở Yokohama. Thôi hả, có đi qua tỉnh khác của Nhật không chú? À, chú sẽ post lại cái địa chỉ nha, để coi lại ở Nhật vào tháng 5 này. À, của Young Sun Boy. Thôi cháu đi ngủ đây, cháu rất thích nhắn tin với chú mặc dù cháu biết chú sẽ không nhắn lại vì chú rất bận. Ý gì kỳ vậy? Chú yên tâm, cháu cũng không buồn đâu và chú vẫn mãi là người cháu hâm mộ. Chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tạm biệt chú, xin lỗi vì đã làm phiền chú vì những tin dớ dẫn này. Ba chú nha. Bây giờ chú biết trả lời cái gì đây? Phải không? Thôi thì cũng là một fan hâm mộ, nhưng mà chú trả lời rồi đây nè, ráng coi nghe, chuyện bên lề. Kính gửi anh, Vinh Do Chan, đó là tên. Anh có nhầm tên em chăng? Em tên là Vĩnh Do mà. Chúc anh một ngày vui, Vĩnh Do. Như vậy là Trần Vĩnh Do, tại vì không có dấu đó, thành ra Việt Thảo đọc tưởng là Vĩnh Đỗ, mà quên để dấu. Như vậy đây rất rõ nha, Vĩnh Do. Xin lỗi em, đính chánh lại, em tên là Vĩnh Do. Không biết bộ không câu hỏi gì anh Vinh quên mất rồi. Chuyện bên lề của John Nguyễn. Chào chú Việt Thảo, tuần rồi cũng vì Tết mà bận quá nên quên luôn gửi thư chúc mừng năm mới. Chúc chú năm mới vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh. À, còn một chuyện kỳ trước chú nhắc gửi thư về chuyện kể chuyện ma mà con quên, nên kỳ này có chuyện bên lề mới nhớ. Mong chú kỳ sau kể vài chuyện để thỏa tính tò mò của con thôi, với lại cũng nhiều người đồng ý mà. Ok, muốn kể chú kể, nhưng mà xin nói trước nha. Kể nó không hấp dẫn là tại vì không có hình ảnh dẫn chứng. Bây giờ có nhưng mà không có đưa ra được. Tại vì tất cả những hình ảnh nhiều lắm. Nhớ không? Bây giờ cái này kể là kể sơ qua thôi nha. Kể cho nghe thôi. À, tin hay không tùy các bạn. Mà kể là rõ ràng luôn, mạch lạc luôn. À, có thể một vài chi tiết quên thì cái chi tiết nào quên Việt Thảo nói quên. Còn nhớ thì sẽ nói nhớ. Đây, cái câu chuyện như thế này. Có lẽ các bạn vẫn còn nhớ là cái Stanley Hotel ở tại Colorado. Trong cái tài liệu thực hiện tại Denver, Colorado. À, trong đó có nói về Stanley Hotel. Có nói về căn phòng mà khi mà mình đóng cửa lại nó tự động mở ra. Nhớ không nè? Thì khi quay tài liệu về cái Stanley Hotel không phải chỉ có một chuyện đó thôi. Có rất nhiều chuyện. Và một trong những chuyện đó là tại trong cái căn phòng mà Vân Sơn với Phúc Thảo ngủ ở đó. À, căn phòng mà người ta mướn cái cựu tác giả để mà viết cái chuyện phim The Shine đó, để mà quay phim nó cũng ở trong đó. Và cái người quản gia mà chết ở nơi đó, hình như bà tên là Smith thì phải. Nếu Việt Thảo nhớ không lầm, nghe quên rồi thôi, bây giờ mình tạm gọi là Smith đi. Thì nói rằng á, bà hay phá lắm. Thí dụ người ta vô trong cái phòng đó mà cái vali, hành lý để ngay ngắn đàng hoàng, mà bà không thích á, mình đi ra ngoài về thì bà lục tung ra. Còn nếu mà hành lý mình mở ra, mình lấy đồ ra, mà nếu mà chưa có dọn vô, nếu bà thích á, thì bà xếp lại gọn cho mình. Nói thế này là nổi ốc trên cả trời. Làm người. Xin lỗi. À, tôi lúc đầu tôi không tin là tại vì
cái chuyện đó làm sao được, người ta thì mới cầm quần áo. Cho nên muốn thử thì mình phải đặt máy thử. Rồi có một điều nữa nói là như thế này, nếu mà ban đêm mình ngủ đó thì bà nhảy, bà phá trên giường để cho mình thức. Rồi trên cái tivi thì lúc nào cái channel 42 cũng chiếu cái phim The Shy, tức là phim ma quay về cái hotel Stanley Hotel đó. Nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn chiếu 24/24. Mà nếu bà không thích, bà sẽ đừng nói, tự nhiên con mắt ở bên phải nó giật nè, tự nhiên con mắt bên phải nó giật. Nếu mà bà không thích, bà turn off nó đi, hay là tự động đổ qua channel khác. Còn một điều nữa là cái đồng hồ reo ở trong phòng, thí dụ mình sẽ đắp, xin lỗi, nói chuyện nổi ốc hết trơn, nổi da gà hết, tự nhiên sợ ấn lạnh, hay là người ta không thích cho mình nói về cái chuyện này, xin lỗi, cái cảm giác lạnh quá. Cái đồng hồ reo nếu mình để 7:30 sáng đi, nhưng tự nhiên thí dụ cái phòng là phòng 247 thì tự nhiên đúng 2:47 đồng hồ reo. Rồi còn một điều nữa là giật mình tại vì cái tivi cái bóng nó hiện lên, nó tưởng cái bóng ai đứng sau lưng mình hết rồi. Rồi làm quên. Rồi còn nữa, thí dụ như cái cửa ở trong cái phòng tắm, phòng tắm đương nhiên nó có các cửa sổ bên ngoài. Bây giờ có thể cái cửa thì mình đóng khép lại, đừng có đóng lóc, đóng hở thôi, thì cái cửa bình thường đứng yên, nhưng mà cái cửa có thể mù, kêu kẹt kẹt, thì người ta cho rằng là do những cái cửa sổ bên ngoài đóng không kín, gió nó lồng vào, cho nên phải đóng chặt cửa lại để gió đừng lồng vào, thì mình cái cửa nó không có mù, mà nếu nó mù là mới có vấn đề. Cái điểm là ở chỗ đó. Còn một điểm nữa là khi mà Việt Thảo để cái đồng hồ trên bàn thì đồng hồ đã bị dặn đi sai biệt cái giờ như thế nào, cái đồng hồ ren lúc cái giờ không chính xác như thế nào, và ai đã nhảy trên giường như thế nào. Tất cả những điều này Việt Thảo đã có đặt 3 máy vision, night vision, tức là quay được ban đêm và thấy được tất cả những cái sự kiện xảy ra. Bây giờ tôi xin kể một cái chuyện nhỏ trước. Cái chuyện này nó dễ hiểu hơn những cái kia phải có bằng chứng nhiều. Là vấn đề cái cửa. Nhà bây giờ lại nổi da gà hết trơn. Trước hết là tôi đóng cửa sổ hết để cho gió không có lọt vào, hoàn toàn chặt. Thì trong cái phòng đó là phòng tắm, có cái bath, có cái bồn tắm, có chỗ đánh răng súc miệng, rồi có cái bồn, cái toilet, cái chỗ ngồi đi cào, đi tiểu. Xong rồi mà cái cửa đóng kín lại và mình bước ra ngoài là một cái gian phòng để ngủ. Tôi mới nói Hạm Trần đặt cái máy quay mà đèn nó để sáng, Dân Sơn ngồi đó, Danny ngồi đó. Thì đầu tiên cái máy đi vào bên trong. Nếu bây giờ mà đưa hình ảnh này ra thì các bạn mới tin được. Nhưng mà xin lỗi nha, chuyện mình lại không có thời giờ nữa, với lại tôi chưa muốn đưa ra những hình ảnh này. Tại vì nó có lý do của nó. Nhưng cái chuyện này rất là ngại nha. Chỉ kể cho các bạn nghe thôi. Thì đầu tiên là máy quay ở bên trong đèn sáng hết, không có cái nào tối hết. Còn cái tôi lúc nãy tôi nói là cái night vision đó để quay những cái cảnh lúc mà Việt Thảo, Văn Sơn ngủ, có người nhảy trên giường, hay là tại sao cái đồng hồ bị dặn kim như thế nào. Đó là cái night vision khác. Còn cái này là quay bằng máy thường, tại ánh sáng đầy đủ hết. Thì quay từ ở bên trong cái cửa phòng đóng kín, không có gió lọt vào, không có ai hết. Bắt đầu chúng tôi lui ra bên ngoài, bắt đầu khép kính cửa lại. Máy vẫn tiếp tục quay liên tục không có ngừng. Việt Thảo ngồi trước máy. Cánh cửa không có di động, không có nhúc nhích. Tôi mới nói, Mrs. Johnson, Joseph Smith, Mrs. Johnson, can you do something? Tức là tôi nói, bà Johnson, bà có thể làm cho tôi một cái gì đó. Thì tự nhiên cánh cửa nó kêu kẹt, nhích một cái. Chúng tôi còn suy nghĩ hoài, lắng tai nghe coi có phải tiếng gió mà nó lòn vô trong cái cửa sổ mà đẩy cửa không phải. Đóng cửa kính không có, đèn sáng. Chúng tôi ngồi im,
để coi cái cánh cửa có di chuyển không, thì cánh cửa nó không có di chuyển. Cánh cửa không có di chuyển. Chúng tôi vẫn ngồi im. Ngồi chờ lâu quá không thấy di chuyển, máy vẫn tiếp tục quay. Tôi mở miệng tôi nói nữa, Mrs. Johnson, can you do it again? À, bây giờ nổi óc quá. Két két. Cánh cửa kêu hai tiếng, nhích nữa. Tôi nói thêm một lần nữa, Mrs. Johnson, can you do it again? Két két két. Kêu hai ba cái nữa, tôi bước tới nhanh đẩy cánh cửa, bước vô luôn. Máy vẫn theo, bên trong không có ai hết. Tất cả các cửa sổ vẫn đóng kín. Như vậy thì tại sao cánh cửa lại di chuyển? Đương nhiên kể câu chuyện này các bạn sẽ không tin, tại vì không thấy được hình ảnh. À, hy vọng một ngày nào đó có cơ hội Việt Thảo sẽ show hình ảnh ra để chúng ta cùng xem. À, còn có chuyện nhảy trên giường, cái chuyện nhiều lắm. Rồi lên trên phòng con nít như thế nào? Nói chung rất nhiều, nhưng mà vì Vân Sơn Entertainment, cái video là của video có tính cách family, cho nên cũng hạn chế một phần nào. Chúng tôi chỉ đưa ra một phần nào thôi. Cho nên lúc trước, với lại nó nhiều quá, chỉ lựa một chuyện đưa ra là cái chuyện mà cái cửa sổ tự động, cái cửa tự động nó mở thôi. Còn những cái chuyện khác chúng tôi còn tài liệu đó, hy vọng là có cơ hội sẽ đưa ra thôi nha. Một chút xíu chuyện đó thôi, nhiều lắm. Ôi chà, chuyện ma thì chuyện thiên nhiều dữ lắm. À, cái chuyện mà thôi, không nói nữa. Rồi, xin lỗi. Xin lỗi nha. Nếu mà các bạn nào coi Việt Thảo không bắt mọi người tin, tại thể theo lời yêu cầu của một cái thơ Việt Thảo kể cho nghe chơi thôi nha. Của Phạm Đức Pháp, hay là Pháp, nguyên chữ là Pháp Phạm Đức nha. Chú có thể cho con địa chỉ email không? Chú có thể cho con địa chỉ mail không? Địa chỉ mail tức là địa chỉ nhà hay địa chỉ của studio, địa chỉ liên lạc. Vấn đề là bây giờ con muốn xin địa chỉ mail của chú để làm gì? Đương nhiên, để gửi thơ. Con muốn gửi cái gì? Thời buổi bây giờ dễ mà. Email cho chú. Giống như mail thôi. Nghe thơ từ sẽ tới. Địa chỉ của chú, địa chỉ email là mcvietthao@yahoo.com. Viết thường, viết liền. mcvietthao@yahoo.com. Gửi cho chú đi. Cảm ơn con. Một cái thơ khác của Lam Sơn Công Trinh, hay là Trịnh Công Lam Sơn. Hello anh Thảo, anh khỏe không? Ăn Tết bên Cali có vui không anh Thảo? Năm mới chắc anh đang có nhiều niềm vui đang đến với gia đình anh. Anh Thảo, em có nghe nói là Vân Sơn sẽ làm show tại Chicago khoảng cuối tháng 3. Lúc đó em sẽ về Chicago chơi vài ngày, mong là sẽ gặp anh. Chúc anh năm mới gặp nhiều may mắn, bình an, vạn sự như ý, em Lam Sơn. Ok, good. Cuối tháng 3, 31 tháng 3 và 1 tháng 4, hai suất, hai ngày nhé. Ở tại không phải Chicago, nó gọi là Chicagoland. Tức là cái vùng đất mở rộng của Chicago làm ở tại Indiana, sát bên Chicago. Sẽ coi trong quảng cáo của Vân Sơn có. Đúng vậy. Chắc không gặp anh Thảo, tại vì anh Thảo không có về ngày đó. Anh Thảo bận chỗ khác nha. Rồi, một cái người khác. Của Jennifer Trần, kính gửi anh Việt Thảo. Con là Giao Trần ở Oregon. Giao Trần hay Đạo Trần hay Đào Trần. Có thể là Đào Trần, không có dấu. Con rất thích chương trình Vân Sơn của chú làm MC, cho nên con không vui khi nghe là chú sẽ không có trong kỳ tới. Hy vọng là những lần sau nữa sẽ có chú làm MC trở lại, chú cũng hy vọng vậy đó cho. Con rất thích chuyện bên lề chú post trên YouTube. Cảm ơn. Con rất thích chú lồng tiếng phim bộ, thích nhất là giai vua Càn Long trong Hoành Châu Cát Cát. Hai, cả nhà đều thích. Cái chỗ này sẵn nói luôn, cái chữ Hoàng Châu Cát Cát thực ra đúng ra phải là Hoàng Châu Cát Cát. Mà không hiểu tại sao hãng phim hồi đó để là Cát Cát. Con rất thích đón những nhân vật nào có cùng một người lồng tiếng. Rồi thì mấy chị em của con cá với nhau sẽ may đúng để được ổn hôm nay. Tức là một người lồng tiếng hay là chuyển âm giọng của nhiều người trong phim. Thì giờ đón coi là thí dụ Việt Thảo là nói vai ông vua, rồi còn nói vai nào nữa. Nếu đón trúng thì người đó được thưởng. Ban lồng tiếng phim bộ quá hay, con tưởng tượng nếu không có những nghệ sĩ lồng tiếng hay như vậy thì bộ phim coi như chỉ còn 40%. Còn những phim con nghe hoài không chán là nhờ lồng tiếng hay. Như phim Vợ Lâm Ngũ Bá, Tây Du Ký, Lụng Đập, Đại Khái Dạy.
Nhân vật Trương Du Kỵ, Lương Triều Vĩ đóng trong Cô Gái Đội Lông có phải do chú lồng tiếng không? Sao con nghe giống tiếng của chú với giọng trẻ hơn bây giờ? Mấy đứa em của con nói nghe không ra cho nên con nhờ chú cho con câu trả lời để xem con đoán đúng hay sai. Con rất hâm mộ công việc lồng tiếng phim. Khi nào rảnh thì chú email vài chữ cho con là mừng lắm. Chú luôn vui khỏe và trẻ mãi. Chắc Đào Trần. À, không nói, ngu gì nói. Để đoán đi chứ nói mấy người được bánh mì tôi đâu có được đâu nè. Ok, để chờ cho vui. Không nhớ đâu, không nhớ nói phim gì hết. À, có một điều là nói rằng những nghệ sĩ lồng tiếng hay thì bộ phim nếu không có đó thì bộ phim coi như chỉ còn 40%. Điều đó nó có hai vấn đề khác nhau. Nếu mà coi cái phim gốc bằng tiếng Hoa mà mình hiểu được, tức là cái phụ đề của nó, nếu có phụ đề bằng tiếng Việt thì mình hiểu được chứ đừng có thuyết minh, coi như không có chuyển âm, không thuyết minh, không gì cả. Nếu mà chỉ phụ đề bằng tiếng Việt mà mình hiểu được chính xác á, hiểu chính xác luôn á, thì nó sẽ hay vô cùng. Là tại vì cái diễn xuất và cách nói của nhân vật trong phim chắc chắn nó phải hay hơn là chuyển âm lại hay lồng tiếng lại. Còn nếu nói lồng tiếng hay, nó phải có cái như thế này nó mới hay. Thứ nhất, chuyển âm hay lồng tiếng phải trúng miệng, phải thể hiện được tính cách của nhân vật. Tức là cái lực lượng chuyển âm nó phải tương xứng với nhau, để cho dù vai chánh hay vai phụ đều nhau hết, thì cái bộ phim nó mới trọn trịa. Chứ nếu mà cái người chánh nói hay rồi người phụ nói dở, hay là vai không đồng đều, hoặc là một người nói nhiều giọng quá cho nên phải bắt buộc phải giả những cái giọng, nó không có trung thực nữa, làm cho phim mất hay. Cho nên 7 người, 5 người hay 8 người, những người đó phải chuyển âm giỏi đều nhau, nói hay, thứ nhất là hay, tải được cái tâm lý, tính cách của nhân vật, đó là một chuyện. Nếu edit dở, nhạc dở, âm thanh lớn nhỏ khác thường, hay là thiếu tiếng động, thì nó cũng không hay. Cho nên chuyển âm hay, edit hay, nhạc hay, tiếng động đầy đủ, thì lúc đó cái phim nó mới hay. Phải không nè? Chứ nếu không thì nó sẽ dở. Chứ nếu nói mà cái vụ mà chỉ chuyển âm hay không chưa đủ nha. Đó là cái theo kinh nghiệm Việt Thảo để mà nói lại thôi. Rồi. Ok, câu hỏi nữa của Trinh Nguyễn hay là Nguyễn Chính. Chú Việt Thảo ơi, con có câu hỏi này cho chú, xin chú trả lời cho con. Tình là cái chi mà kiện chết gì? Kiến chết có nhau. Cảm ơn chú. Ai dám trả lời câu này? Bởi vì cái câu viết không rõ lắm nha. Mà kiến chết có nhau. Mà kiện chết có nhau. K-I-E-N-K-I-E-N. Mà kiến... Không hiểu. Chú Việt Thảo ơi, con có câu hỏi này cho chú. Xin trả lời cho con. Tình là cái chi mà kiến chết có nhau. À, Trinh Nguyễn ơi, gửi lại cho chú Việt Thảo, viết lại cho rõ ràng, cho hiểu, chứ không hiểu trả lời không được, đã không có dấu rồi. À, nói tới đây mới vui nữa. À, khi mà Việt Thảo trả lời trên Facebook, viết trên Facebook thì đánh chữ Việt có dấu đàng hoàng. Thực sự mà nói, người Nam mà, cho nên nói đó cái chữ dấu ngã, dấu hỏi nó không có chính xác. Thành ra khi trả lời, khi viết cũng vậy, nó nhiều khi nó không có chính xác. Chẳng hạn chữ ngủ là dấu hỏi, mà hồi xưa Việt Thảo viết là dấu ngã. Thì anh em mới góp ý nói chữ ngủ dấu hỏi. Cái tôi mới nói, nó chơi thôi, biết mình sai rồi đương nhiên phải sửa lại, nhờ vậy bây giờ mình biết chữ ngủ dấu hỏi. Tôi nói, tại vì buồn ngủ quá đó, cho nên dấu hỏi nó nằm dài ra thành dấu ngã. Đại khái vậy. Nhưng mà phải nói rằng, cảm ơn những anh em đã góp ý với Việt Thảo khi viết chữ Việt ở trên Facebook. Thật sự mà nói nhiều chữ không để ý đâu. Cho nên, mà lâu quá cũng không có viết, không có xài. Rồi nhiều khi ít có đọc chữ Việt nữa. Cho nên cái chuyện sai, cái dấu hỏi, dấu ngã là thường nhất nha. Cứ góp ý, Việt Thảo sẽ sửa. Rồi có khi anh em góp ý quá rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài. Tại sao mình bỏ dấu làm chi cho người ta góp ý? Thôi thì mình giống như những anh em này viết chữ không có dấu luôn. Đâu ai trách mình được, tại vì chữ viết bây giờ bên Mỹ nó đâu có dấu đâu. Thành ra không cần bỏ dấu thì khỏi ai góp ý luôn. Nhưng mà không được. Cái đó cứ bằng cứng đầu và ngoan cố. Mình đánh máy, có dấu thì bỏ dấu cho người ta dễ đọc, để truyền đạt cái ý mình cho người ta dễ coi. Trừ trường hợp không có dấu phải chịu. Còn nếu mà vì người ta góp ý mình sai trong cái lỗi chính tả về cái dấu hỏi, dấu ngã, mà mình đi không viết bỏ dấu, cái đó gọi là cố chấp và hơn thua đủ. Có phải không nào? Cho nên tiếp tục đánh để dấu và cố gắng sửa để đừng sai. Thì như vậy mới xứng đáng là một người cầu tiến. Right?